Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Cải cách hành chính nâng cao năng lực cạnh tranh của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện tiếp công dân ở cấp chính quyền cơ sở gắn với cải cách hành chính có vai trò rất quan trọng trong việc sâu sát cơ sở, giải quyết nhanh chóng vụ việc, tránh trở thành điểm nóng, khiếu kiện kéo dài. Đặc biệt tại một số địa phương, bên cạnh việc Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã thực hiện nghiêm túc tiếp công dân theo quy định, còn thường xuyên trực tại bộ phận một cửa để giải quyết thì hiệu quả mang lại là rất đáng ghi nhận. Là trung tâm kinh tế chính trị của huyện Phù Cừ, trước đây thị trấn Trần Cao là địa bàn phát sinh nhiều đơn thư, nhưng những năm gần đây đã giảm hẳn. Hầu hết những đơn thư bức xúc của nhân dân đều đã được giải quyết ngay từ cơ sở. Từ đầu năm 2019 đến nay, trong tổng số 21 đơn thư đề nghị của công dân, thị trấn Trần Cao đã giải quyết được 19 đơn thư. Để có kết quả trên là do lãnh đạo địa phương đã thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân theo quy định và giải quyết đơn thư phản ánh của công dân với tinh thần trách nhiệm cao. Ngoài việc thực hiện nghiêm túc lịch trực tiếp công dân vào thứ năm hàng tuần tại phòng tiếp dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn còn thường xuyên tham gia trực tại bộ phận một cửa để giải quyết các thủ tục hành chính, đồng thời nắm bắt tình hình kiến nghị phản ánh của công dân, qua đó chỉ đạo xem xét giải quyết kịp thời. Trong quá trình tiếp dân thì những vấn đề gì nhân dân kiến nghị liên quan đến trách nhiệm của chính quyền thì những nội dung mà tiếp thu được giải thích và những nội dung đã tiếp thu và hứa với dân về giải quyết những vấn đề bức xúc thì đều được anh em chúng tôi chỉ đạo cán bộ công chức ủy ban dân thị trấn, thậm chí các thôn giải quyết dứt điểm các ý kiến kiến nghị của dân. Cho nên là cái vị trí tiếp dân và cái nơi tiếp dân của thị trấn không những là cái địa điểm tin cậy của nhân dân thị trấn đến như vậy là bày tỏ tâm tư nguyện vọng của chính quyền địa phương. Trong thời gian qua, công tác tiếp công dân ở các xã Minh Hải và Trưng Trắc ở huyện Văn Lâm cũng có nhiều chuyển biến tích cực, từng bước đi vào nền nếp. Các vụ việc khiếu nại mới phát sinh đã được thụ lý, giải quyết kịp thời. Một số vụ việc phức tạp kéo dài đã được tập trung rà soát, giải quyết dứt điểm, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Theo quy định tiếp công dân vào một ngày ấn định hàng tuần, tuy nhiên, Chủ tịch các xã đã thường xuyên giải quyết hàng ngày nếu công dân có kiến nghị, đồng thời chỉ đạo công chức tại bộ phận một cửa. Các cán bộ làm công tác tiếp dân tăng cường tuyên truyền, giải thích chính sách pháp luật của nhà nước, quyền nghĩa vụ của người khiếu nại tố cáo tại các buổi tiếp dân để công dân hiểu và thực hiện nhằm hạn chế phát sinh khiếu kiện, xử lý kịp thời, đúng trình tự thủ tục các đơn thư, tránh tình trạng chuyển đơn thư lòng vòng. Đối với Chủ tịch Ủy ban là vào thứ tư hàng tuần. Ngoài ra không kể thời gian đó, chúng tôi vẫn tiếp và xử lý thường xuyên trong ngày. Thì trên cơ sở tiếp đơn thư công dân thì sau khi công dân đến trình đơn ở bộ phận một cửa, sau đó một cửa báo cáo với lại thường trực ban, chúng tôi phân loại những đơn kiến nghị, đơn đề nghị thì chúng tôi giao cho ban tư pháp tổ chức cùng với cơ sở thôn xác minh, kiểm tra và giải quyết đơn. Đối với đơn nội dung đơn tố cáo thì chúng tôi căn cứ vào hướng dẫn thông tư số 06, chúng tôi thành lập tổ xác minh và sau khi tổ xác minh và tiến hành đối thoại và trực tiếp báo cáo ủy ban và ủy ban tổ chức hội nghị đối thoại và trả lời đơn thư để theo đúng thẩm quyền. Với vai trò là chủ tịch xã là người đứng đầu về mặt chính quyền, chúng tôi tiếp công dân ở dưới bộ phận một cửa và đồng thời có thể là mời công dân lên phòng riêng tiếp công dân, hướng dẫn và những cái quy trình, những cái thủ tục giải quyết và đồng thời động viên nhân dân để nhân dân hiểu và biết, cũng tránh để những cái tình trạng là nhân dân bức xúc và có thể làm đơn là vượt cấp mà là có thể là kéo dài. Thì vừa qua chúng tôi cũng đã giải quyết được nhiều những cái đơn thư nhiều năm, có những cái đơn có thể từ năm 95 đến nay chúng tôi cũng đã giải quyết. Nhìn chung là các hộ gia đình cũng đều vui vẻ mà thấy cảm thấy thoải mái trong những cái việc hướng dẫn cũng như cái nội dung chương trình quy trình giải quyết những cái việc như thế. Nhìn chung, quá trình thực hiện tiếp công dân gắn với cải cách hành chính ở các địa phương trong tỉnh thời gian qua đã mang lại nhiều kết quả đáng ghi nhận. Về cơ bản đã giải quyết được các vấn đề bức xúc ở địa phương, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, hạn chế những khiếu nại tố cáo vượt cấp, tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội. Để hạn chế đến mức thấp nhất những khiếu kiện vượt cấp, chính quyền cơ sở, đặc biệt là người đứng đầu, phải làm tốt nhiệm vụ quyền hạn của mình, thực hiện đầy đủ quyền dân chủ, thực hiện tốt công tác dân vận để nâng cao chất lượng công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.